Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh yêu quý. Trong những ngày vừa qua, chúng mình đã được bố mẹ cho xem những video của các cô giáo trong trường mầm non Sao Mai rồi đấy. Và trong giờ học ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng với các bậc phụ huynh hướng dẫn chúng mình làm quen với chữ cái hơ ca tại nhà trong tình hình dịch bệnh Covid-19 này nhé. Để giúp các con làm quen với chữ cái hơ ca một cách hiệu quả nhất, phụ huynh cần chuẩn bị những đồ dùng như sau. Thứ nhất, bút sáp màu. Thứ hai là một quyển vở ô ly. Phụ huynh sẽ sử dụng bút sáp màu viết chữ cái hờ ca vào vở ô ly để hướng dẫn các con. Thứ ba là chuẩn bị cho các con một bảng chữ cái tiếng Việt. Trước khi tiết học, cô sẽ cùng với bố mẹ của chúng mình đưa các con đến thăm vườn hoa trên màn ảnh nhỏ nhé. Hoa gì vậy các con? À, đúng rồi, đây chính là hoa hồng đấy. Thế còn hoa này là hoa gì nhỉ? À, đây là hoa cúc đấy. Wow, cô nhìn thấy cả một vườn hoa rực rỡ, sắc màu, tỏa hương thơm ngào ngạt. Hoa gì đây các con nhỉ? Đúng rồi, đó chính là hoa hướng dương đấy. Đây là một loài hoa có vào dịp Tết Nguyên Đán, đó chính là hoa mai vàng đấy. Và có một loài hoa rất là đặc biệt nở vào tháng 4, đó chính là hoa loa kèn đấy các con ạ. Bên dưới hoa loa kèn, cô có từ hoa loa kèn được ghép bởi các chữ cái khác nhau. Phụ huynh sẽ cùng giúp các con tìm xem trong từ hoa loa kèn có những chữ cái gì mà các con đã được học nhé. Đầu tiên, đó chính là chữ gì đây? Đúng rồi, đó chính là hai chữ cái O đấy. Tiếp theo, có hai chữ cái nào giống nhau mà chúng mình cũng đã được học rồi nhỉ? À, đó chính là hai chữ cái A đấy. Và có một chữ cái học kỳ 1 vừa rồi các con cũng đã được làm quen rồi đấy, đó chính là chữ E. Và bây giờ cô và bố mẹ chúng mình sẽ hướng dẫn chúng mình làm quen với chữ cái hờ ca là hai chữ màu đỏ trong từ hoa loa kèn nhé. Đây chữ hờ đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình hãy cùng đọc to chữ hờ cho cô giáo và bố mẹ được nghe nhé. Hờ, hờ, hờ. Vậy chúng mình có biết chữ hờ cấu tạo như thế nào không nhỉ? À, chữ hờ gồm có một nét thẳng này và một nét móc xuôi đấy. Đây chính là chữ hờ in tường đấy. Ngoài chữ hờ in tường ra còn có chữ hờ viết tường và chữ hờ in hoa đấy. Rồi chúng mình đã được cô giáo và bố mẹ hướng dẫn các con làm quen với chữ cái hờ rồi đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng đến với chữ cái tiếp theo nhé. Đây chính là chữ ca đấy. Các con hãy cùng đọc to chữ ca cho cô giáo và bố mẹ cùng nghe nào. Ca, ca, ca. Thế chúng mình có biết chữ ca có cấu tạo như thế nào không nhỉ? Chữ ca có cấu tạo gồm một nét thẳng và hai nét xiên đấy. Đây chính là chữ ca in thường. Ngoài chữ ca in thường ra còn có chữ ca viết tường này và chữ ca in hoa nữa đấy. Những chữ cái này lên lớp 1 chúng mình sẽ được tìm hiểu rõ hơn nhé. Bây giờ cô và bố mẹ chúng mình đố các con một câu hỏi này nhé. Các con có biết chữ hờ và chữ ca có điểm gì giống nhau không? À, hai chữ này có điểm giống nhau, đều có cấu tạo là một nét thẳng đấy. Thế còn điểm khác nhau giữa chữ hờ và chữ ca là gì nhỉ? À, điểm khác nhau thứ nhất về cách phát âm. Một chữ phát âm là hờ, một chữ phát âm là ca đấy. Điểm khác nhau thứ hai, chữ hờ có một nét móc xuôi này, còn chữ ca thì có hai nét xiên đấy các con ạ.
Vừa rồi mình đã được làm quen với chữ H và chữ K đấy. Bây giờ cô và bố mẹ chúng mình sẽ thử tài trí thông minh của các con qua một trò chơi. Đó chính là trò chơi tìm chữ theo hiệu lệnh. Các con đã sẵn sàng bước vào trò chơi chưa? Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Hãy tìm cho cô chữ H nào. 1, 2, 3. À, đây chính là chữ H đấy. Các con tìm cho cô chữ K nào. 3, 2, 1. Chữ K đây đúng không nhỉ? À, đúng rồi, đó chính là chữ K đấy. Bây giờ cô sẽ hỏi câu hỏi khó hơn nhé. Các con hãy tìm cho cô chữ có cấu tạo là một nét thẳng và hai nét xiên nào. Chúng mình suy nghĩ nha. 1, 2, 3. Đó là chữ gì? Đó là chữ K đấy. Các con lại tìm cho cô chữ có cấu tạo là một nét thẳng và một nét móc xuôi. Chữ gì nhỉ? 3, 2, 1. Đó là chữ gì đây? Đúng rồi, đó chính là chữ H đấy. Các con, vừa rồi cô đã dạy chúng mình chữ H và chữ K rồi đấy. Ở nhà chúng mình nhớ là không được đi chơi này, không được tụ tập nơi đông người này, không được đùa nghịch này. Và chịu khó lắng nghe bố mẹ dạy chúng mình chữ cái H K. Sau đó các con hãy bảo bố mẹ quay video hình ảnh gửi lại cho cô nhé. Và một điều đặc biệt đó là chúng mình phải thường xuyên rửa tay sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhé. Giờ học của cô đến đây là hết rồi. Cô xin chào và tạm biệt các con.